Ôi trời, bây giờ mọi người tại vì bây giờ gì nè, sẵn đây Hằng mấy chia sẻ cho mấy cô chú nghe luôn cái vấn đề uống thuốc của anh Nhân, cây bạc hà núi. Tại vì bữa hổm á thì nhiều người cũng nói tại sao cho uống vậy có gì đâu thừa, nhưng mà ở đây ở Mỹ nha, tại vì khi mổ bác sĩ cũng kêu cái người bệnh tự quyết định, thì có nghĩa là tại vì anh Nhân uống có nghĩa là do chị nói thôi, nó hỏi ông uống không thì nó mới nấu, thì ông nói là ông đòi uống và ông tình nguyện uống, cho nên Gia Hân nấu cho ông uống. Thì nấu cho ông uống là không gài được xuyên suốt được bao lâu rồi Gia Hân? 4-5 ngày. Bữa nay là ngày thứ sáu. Mà bây giờ ông nói cái cánh tay liệt của ông nó có cảm giác đau rồi, hồi trước là không cảm giác đau, mà bây giờ ông nói là biết đau rồi, gờ tới biết đau là cái đề, một cái vấn đề là lạ thiệt, rất là lạ. Tay quyết đau là nó quớt nó mới đau, còn khi liệt là không cảm giác. Nhưng mà không anh cảm giác hồi nào ngày qua hả? Mới đây đau đây như này đau. Wow, anh thấy cái chân luôn. Đó cái chân liệt đau luôn. Đau luôn. Vậy là nó bắt đầu nó quớt. Ông nội ơi, thiệt hả anh Nhân? Cái đó anh nói thiệt hả vợ? Dạ. Ông tự mà nói mà mình đâu có hỏi đâu. Thì bởi nãy ông nói mà mình không có quay phim, cho nên Hằng nói ok. Nếu vậy sẵn thằng chia sẻ. Ủa thiệt chị thấy màu á, thấy màu á. Nếu mà thật sự nha, mừng cho anh đó. Từ đây trở lên nếu anh có tình nguyện anh uống tiếp tục không? Chuyện này anh tự nói nè. Hả chứ? Thì tôi phải uống thôi chứ thôi. Phải uống. Mà anh tình nguyện uống chứ không ai ép anh đúng không? Phải uống, phải uống. Là anh tình nguyện. Một mình phải uống thôi. Một mình anh uống. Ừ. Là anh quyết định uống. Đúng rồi. Một đó. Mình đó, một uống. Một mình quyết định uống. Mà tình nguyện phải hai cái chữ tình nguyện. Tình nguyện đó. Ừ. Nhưng mà anh cảm giác là cái tay này anh quớt đó. Quớt hả? Quá quớt rồi. Cái này á là Gia Hân nó giúp đỡ thôi chứ đâu có lợi lộc gì mà thấy người bệnh. Thì thay vì bây giờ nhiều người giống người ta bệnh ung thư cũng vậy, người ta nói thôi bây giờ ung thư rồi, uống cũng chết, không uống cũng chết, người ta cũng uống mẹ nó thay thầy phước xuống hết. Giống như ông Nhân cũng vậy, giống nói bây giờ đằng nào tôi cũng liệt rồi thì tôi uống mẹ nó đi. Mà biết đâu tôi hết. Nhưng mà Gia Hân cũng uống nè, em cũng uống nè mấy em dài đó, em uống nước dạo thứ ba thôi đó. Gần ngủ được hả? Mà cái nước tiểu em rất là vàng nha, tại vì em ít uống nước lắm. Mà hôm nay em đi tiểu trắng tươi luôn, nước tiểu em trắng tươi luôn. Mà rất là lạ nghe trời. Rất là lạ, nó lạ lắm, ngay trong người của em nó rất là mát. Nó mát mà nó buồn ngủ, cũng như là em không có buồn ngủ nha, em bệnh không ngủ, em buồn ngủ, nhưng mà em uống thuốc nó buồn ngủ. Uống thuốc nó cảm giác được ngủ, thấy nó mùi lát đó. Nhưng đó. Mà cái đường tiêu tiện nó cũng rất là tốt luôn. Tốt lắm. Thì coi như bây giờ là anh Nhân cảm thấy cái chân anh bắt đầu nó đau. Đau. Và đau. Cái tay bắt đầu nó đau. Đau. Mà từ xưa giờ anh không feel là nó đau. Đau ít nhưng mà đau nhiều lắm. Bây giờ đau nhiều lắm. Oh my god. Nó quớt. Vậy là khi nó đau nhiều phải đi bác sĩ thì bác sĩ đâu có bác sĩ đâu. No. Khi đau nhiều bác sĩ người ta có vật lý trị liệu, người ta test thử cái độ phần trăm của anh hồi phục bao nhiêu nữa. Quớt gì. Yeah, người ta hỏi vô để người ta biết cái chụp hình lại. Người ta chụp hình lại để người ta biết cái độ phần trăm của không, anh mà bây giờ nó đã quớt. Anh uống cả 2 tuần đi. Cho uống thêm 2 tuần đi. Cho nên 2 tuần đi nên nó đỡ thiệt nào. Trời, hồi nãy ông nói ông tự nhiên hồi nãy mọi người ông nói làm hàng giật mình. Hồi ngày hôm qua là nó ok thôi để quay phim chia sẻ. Bữa nay ông feel được. Ông tự nói luôn á, tự nhiên ông thấy. Thăm với lại cái tâm lý nó làm cho ổng cũng mau hết bệnh thật sự nè. Ông ở đây đâu có tốn cắt nào mà bây giờ hả tình thương người ta chăm sóc cho ổng giống như ông vua vậy, giống như một ông hoàng vậy đó. Rồi thuốc thì có người nấu đưa tới họng luôn. Có người đưa tới họng luôn. Hay quá à. Hỏi ở đâu, kiếm nơi nào. Đâu có kiếm nơi nào có đâu. Anh Nhân mà hết bệnh á. Vậy anh chắc vui lắm á. Vui chứ. Vui không? Hả? Vui hả? Đúng rồi, ai gọi à? Vui quá à, ai cũng vui. Chị muốn mua mỹ phẩm, ok chị. Uống đặt đau. Vừa còn nóng hả? Thổi. Cái kem của em nó có nhau thai nữa. Tại vì nếu chị muốn em tư vấn cho chị một bộ. Còn những thứ mà mỗi ngày em bán em giới thiệu lên một loại hai loại vậy đó chị. Còn nếu chị muốn em sẽ tư vấn cho chị nguyên một bộ kem của em, cái da của chị như thế nào, thì mình bắt đầu mình xài từ đâu á. Mừng quá. Chị đừng bỏ, chị cứ xài thay đổi với nhau. Ví dụ chị xài của bên cái bộ của em chừng 2 tuần, chị đổi qua đó xài 1 tuần. Chị cứ xen kẽ vậy đi, chứ đừng bỏ, em nên khuyên mấy người còn kem đừng bỏ, cứ xài như vậy đi. Ha.
Bây giờ nè, cái bộ dưỡng của em á thì chị có mua rồi, cái tẩy dấu chết rồi của anh em chọn rồi, cái cảm giác là cái tay nó quấn có lại thì đó. Em sẽ giới thiệu dưỡng đi. Hồi xưa 50% giờ 70%. Vậy á. Có rồi, biết 50% chưa? 50% giờ 70%. Với lại chị muốn làm trắng da, mới biết đây thêm một cái chai kem làm trắng da nữa. Tự nhiên cho anh biết là cái bà con ngu vậy á, tự nhiên đau á, cái mình nói cái nhà thai là mỗi cái sáng rửa mặt sau nó mệt, nó một mình không có bóng da, nó sao đau quá vậy, nhưng mà nó rất là good luôn, em nói thiệt luôn. Chúc mừng rồi cái da chị, nhưng chị phải nhớ tẩy tế bào chết một tuần từ 3 lần nha, thì chị dưỡng kem nó mới có. Chúc mừng anh, chúc mừng anh. Được, chị xài cái đó của Angel đi, chị xài cái rửa mặt nó đi, đừng bỏ, khi nào xài hết đã. Rửa đi không sao. Quá là hay, quá là hay mà cả. Nó khác nhau hết đó chị, mỗi cái hãng nó khác nhau, nó có tác dụng khác nhau hết. Hay quá. Cái chỗ mà nó bị liệt là bây giờ nó bị sợ nó đau nó hay. Chị sợ nó giống như là nó không chung một bộ hả? Mấy người liệt nó uống nhiều lắm. Ta bị mày mấy người mà đau khớp rồi đó, đau đi điểm hết liền. Mấy tự uống chừng 10 ngày ta hết. Đau phân tử thế nọ. Hay quá chị. Hay quá. Nó nhẹ, cái đó nhẹ. Còn như vậy chị phải tự tẩy tế bào chết nha. Tẩy tế bào chết là một cái điều quan trọng nhất cho cái da của mình. Không thể nào mà chị bỏ cái bước tẩy tế bào chết. Một tuần ít nhất làm 3 lần thì nó mới đi được hết cái chất bẩn đó. Chị xài sữa rửa mặt không thể nào sạch được cái da chết. Do cho nên mình sửa rửa mặt, đương nhiên là mình rửa hàng ngày, nhưng mà tẩy tế bào chết một tuần chị phải làm 3 lần như vậy. Để nó tẩy tế bào chết thì chị dưỡng kem nó mới có tác dụng. It's ok, ban ngày chứ không sao hết trơn á. Ban ngày chứ không sao hết trơn á. Nhưng mà em khuyên thì ban ngày thôi, mình cứ xài cái collagen với cái nhau thai đi, rồi ban đêm á thì mình bôi thêm cái trắng da. Hay quá à, thuốc này hay thiệt. Chị muốn xin hết mình xài nguyên một cái cộng đồng mạng trắng da với cái chai mừng giùm cho anh luôn á. Dạ. Tâm mong cho anh hết bệnh á. Mừng quá, mừng cho anh quá. Với lại hoạt lý trị liệu nữa. Ban ngày với ban đêm thì chị muốn không, anh phải kết hợp là uống về em. Với lại tập thể dục. Với lại tập thể dục. Tập thể dục. Với lại biết rồi, với lại tập thể dục. Cái dục sáng trưa chiều được chị, có lấy chai bột thì bỏ nước dừa quậy đó, sáng em tối bỏ được ta chứ em ngủ đó thì có khi em quậy nước dừa nè, có khi em quậy bữa sáng uống cà phê, bữa tối thì quậy nước dừa, chứ điều chi em quậy nước lạnh không, để em uống thấy có cái mùi cái cũng hơi khó uống nữa, cái em cũng quậy với nước dừa vậy đó chị. Chị gieo hay bên mồi cho em cũng được. Đúng ra thì em không có lấy vào số Pedica. Hay quá, thuốc này hay quá. Chưa giao, chỉ cái chat cho em cũng được. Hay quá. Dạ, đúng rồi. Nếu mà như vậy thì tùy theo cái đồ gửi đó thì có thể em lấy từ 15 tới 20 đồng thì xích đinh đó chị. Tại vì em phải mua bảo hiểm cho cái gói đồ, ví dụ cái gói đồ nó 600 đồng, em phải mua cái bảo hiểm, ví dụ 400, 500 gì đó. Chứ mình không mua sợ mất rồi, nó đâu có thường mình đâu, mất tiền nữa. Dạ. Bây giờ thôi chị nhắn tin cho em đi, chị cần chị là chị nhắn chị tên gì và địa chỉ của chị này kia nọ đi, rồi em đi công việc chút xong về rồi em làm cho chị một cái to, giá tiền nó bao nhiêu thì chị sẽ ký check cho em ha. Ok chị, tên kia chị. Dạ. Uống tập tập lên, uống tập 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 hết đi. Uống đi, bây giờ là đang uống thuốc đúng không? Dạ. Yeah. Bây giờ nói chung là đang uống thuốc nữa đó nha cả nhà, nhưng mà cái này đúng là cái bệnh thuốc nam là mai thầy phước chủ thiệt luôn. Ổng nghe ổng nói có cảm giác mình hết hồn luôn. Ổng nói giờ có cảm giác đau quá à, cái tay đau quá, chân đau quá. Còn hồi trước là mấy người bị liệt họ đâu có biết cái đó là đau, đúng rồi, không có biết đau là nó gì. nó đau nhưng mà nó không có cảm giác. Phải là đau nhất. Yeah. Giống như đau là mình biết khi đụng tới chỗ đó đau, khi ai đánh tới chỗ đó đau, có phải như vậy. Hồi nãy hằng nó ra hằng nhéo ổng cái ổng né ổng nói đau. hay. Cái này đôi khi đó là giống như cái chịu, cái cơ thể của ổng nó chịu. Dạ.
Không, cái bà kia mới uống ngày đầu kìa, em cho bà uống đi qua đó. Bà nói trời ơi mát quá. Như vậy là chắc cứu bà ung thư này quá. Cái bà ung thư này thương quá. Bây giờ để con bữa hay bữa chị qua bển coi rồi hỏi bà coi. Còn không mà không mà thì kêu bà qua đây luôn á, tiện mới nấu được. Đúng rồi. Nấu luôn. Nấu luôn á, nấu luôn một lần. Cho bà uống. Cho bà ngủ ngoài sofa nè. Bà bệnh mà bà mang ống oxy mình không sợ lắm. À đúng rồi sợ lắm. Sợ lắm. Bây giờ chỉ có là có đào cái củ xong về và con bà ở nhà với bà ở nhà con bà nấu. Tại con nó cũng học lớp 11, lớp 12 rồi nó lớn. Mà buổi sáng là nó đi học nó không giúp được. Không, nó nấu buổi chiều. Đúng rồi, đúng. Nó nấu buổi chiều sáng uống cũng được. Đó. Nó nấu xong mà thấy tội lắm. Bữa đó thấy hai đứa nhỏ thương lắm, không có ăn á. Trời ơi, chị dở tủ lạnh mà chị uống là hết á. Trời ơi, ung thư này là nói nhiều về bị liệt á, bị tai biến ha. Mà ung thư là tên như hết, người nằm hết chưa. Cho nên anh Nhân có phước quá đó. Thấy cái bà ung thư là bữa đó là nói ở Mỹ đồ ăn thiếu gì mà lại dở tủ lạnh tùm lum vô bếp, bà không có gì hết trơn mà có hai đứa con gái lớn cỡ con mình. Trời ơi, em khóc luôn. Anh uống đi anh. Thấy tội á. Nhưng mà đừng nói ở Mỹ mà đồ ăn thiếu gì mà nó không có đồ ăn á. Rồi có người cho chị bị ung thư nè, nó mừng quá, có người cho ve mồ nè. Đó. Mình trong được có người cho chị tiền. Cái chị mà bữa kia đi theo y mà nói ung thư nè. Đâu, cái chị này mới người ta gọi tới, mấy ngày mới qua bển gặp bả mấy ngày trước rồi. Thấy khóc luôn á, tội. Tại bả đâu có đi làm gì được đâu mà có tiền cho con bả ăn, chỉ có được ở nhà nơi sinh tiền bệnh. Thôi đâu có đi làm. Đâu có nhiêu đâu tiền đâu mà ăn, rồi con thì cỡ tuổi ăn, tuổi đi học nữa, lớp 11 mày. Wow, anh Nhân mà hết bệnh nó chấn động sang ghê luôn á chứ. Thiệt á, con anh mà biết giật mình luôn á. Thì bây giờ anh mà đi mạnh khỏe được á là anh tự lái xe được á, lúc đó là ngon rồi đó. Lúc đó là ông Nhân ngon rồi đó. Tái sức giang hồ. À. Rồi lúc đó là ông Nhân á là phải là biết ông Nhân từ đâu tới đó. Còn cái gì nữa? Biết ông Nhân cái quạ được rồi đi Việt Nam. Về không được, không có tiền về, tính đâu về đi hôm lát cái quạ nhưng mà có cái mai. Nhờ ổng đi cái đợt sau này thì coi như về bơ dơ, tôi vớt ông qua đây. Chứ đợt đó nếu ông ở bển tôi cũng đâu vớt ông qua đây. Cái quà cũng cái mai. Cái này là anh chúa giúp anh rồi. Cũng anh có duyên. Có như trong một cái hoạn nạn nhưng mà một cái cơ duyên đó, vì cái hoạn nạn đó mới tới với một cái may mắn của mình. Hay quá. Ai cũng vậy, từ cái duyên hết á. Cái đó thiệt. Nó đưa đẩy á. Đưa đẩy á. Nó khiến nó đưa đẩy như vậy đó. Mà bữa đó thật ra mình rước ông Huy Trường về, mình giả bộ mình chọc ổng là mình chở qua nhà con ổng thôi chứ. Tại ổng kêu mà, chứ mình biết chắc chắn nó không bao giờ chứa. Mà bữa đó ổng chửi trên xe mà cười cái muốn chết luôn. Cho nên nhờ cái câu bất hủ cũng má nói được. Anh mai mốt mà anh làm bệnh cái anh làm một anh làm một cái nhà mà 50.000 đô, 100.000 đô là người ta họ nhìn anh liền à. Thiệt má. Bây giờ nè, miễn sao ông hết bệnh đi rồi ông kìa mua đồ cái nhà này lại. Tôi mua đồ hết về cho ông làm. Có quân lính ở nhà ông chỉ tụi nó làm cái gì làm nấy ha, là được rồi. Tôi làm hết luôn. Ông làm hết luôn, đúng rồi. Ông mà làm được lúc đó là ông Nhân nổi tiếng là ta nói khách là không ngớt luôn. Quá trời, lúc đó là con anh là đi kiếm anh đi kiếm lại rồi đó. Tôi làm từ A đến Z, làm hết luôn một mình luôn á. Đó, làm hết một mình luôn, chơi từ A tới Z luôn. Bây giờ Vũ, mình muốn Vũ á, là không có tôi ở đây á, Vũ tập tập cho Nhân ra tập thể dục với cái sáng dẫn ông đi ra nắng thôi. Vũ ngọn ông nội Vũ ngủ tới trưa không rồi dẫn anh bình ông bình đi mình đi anh bình vậy mà cho anh bình ông bình đi anh hát ông chuyện đó đi rồi tôi tính chuyện ông bình ông Vũ ngủ cái sáng hồi nãy có nói chuyện giỏi trong máy rồi là mỗi buổi sáng nắng sớm buổi sáng là ông bình dẫn ông đi bộ ông hồi trước đó chừng 15 phút cho phơi nắng đó. Nói trước nha, bác sĩ Gia Hân nó có cách trị liệu khác mà qua qua quản gia cách trị liệu khác, nó có hai cách trị liệu. Một là đạp cái giò phải đạp cho nhanh, hai phải cơ lên cơ xuống cho việc đều đều vô nhiều vô. Còn đi giống như bài quyền như vậy thì làm sao mà mình lấy được. Hai cái một cái là ổng có cây gậy nhưng Bình cứ đi theo sau lưng á, ổng té thì chụp chứ ổng đi nhanh lên vậy thôi. Nhưng mà hôm nay vậy là mừng rồi. Hôm nay mà ổng nói ổng có cảm giác ổng biết đau quá là quá mừng. Good news, sáng sáng ra đi exercise với ổng cho ổng đi từ từ nó dẻo cái cơ chân của ổng đi. Tại vì cái tẩy độc mấy ngày anh đi tiểu á, nó ra đó, ra độc á. Thôi vậy là mừng cho anh lắm rồi ha. Bây giờ thật sự trời ơi, ở San Jose mà anh mà hết bệnh là chấn động San Jose. Chấn động luôn đó. Chấn động cả thế giới San Jose vậy. Trên cái cơ này là ổng đang hot, người ta theo dõi ổng cả thế giới luôn. Hơn nữa là ở Việt Nam mà chị không hết. Ông Nhân hot lắm á, ông Nhân hot trên YouTube lắm á.
Ừ, view ổng nhiều lắm á chứ. View ổng là nhiều lắm á. View ổng là 50 mấy ngàn luôn á. Ừ. Tại vì ổng đi về cãi Hằng đi về Việt Nam. Đợt đó cái Hằng nói đi về nha, rồi đợt này một mình chết bển nha, đừng kêu tôi nha. Ừ, một mình tôi chịu, gõ ngực xưng tên rồi bên đây nha. Xong cái về bển hết tiền rồi, không còn giá để đi về, tiền ở bển hết cũng không ai nuôi, đâu có dám kiếm Hằng, đi kiếm ông Tam Sang. Ổng rồi cuối cùng cũng không có cái vé về, ông kia ổng mới cho cái vé ông bạn. Ông bạn cho cái vé thôi, ông bạn mau mau tống về. Ông bạn nói cô Hằng ơi, cô Hằng giúp làm ơn làm phước cô Hằng. Mình từ chối. Ông kia nói thì cô Hằng là người của công chúng rồi, cô Hằng làm mai làm phước, làm ơn làm phước đi. Chứ bây giờ cô Hằng từ chối ổng làm sao nữa. Rốt cuộc tôi ổng gài tôi vô thế kẹt, tôi phải nhận. Chứ ông kia nói bây giờ nếu cô Hằng để ổng bên đây á, tôi chỉ cho ổng ăn được thôi, chứ bây giờ tôi đâu có lo ổng được cái bệnh, bệnh là tiền đâu. Thôi rốt cuộc phải nhận, nhận cho ổng trở về đây. Mà bữa đi rước ổng về, mình đã nghĩ là rước ổng về cho ổng ở nhà này rồi, nhưng trên xe vẫn chọc ổng để coi cái cảm giác phản ứng ổng sao. Mà ổng chửi cười bể bụng, bữa tôi với ông Danh đi rước ổng ta. Chửi, ổ má nói không được tức quá. Ổ má nói không được tức. Hả? Mà có cuộc trong cái quạ mà ổng có cái mai, đúng nhưng, không? Nhưng mà anh bị đau gì cái anh giật mình hả anh Nhân? Anh giật mình phải không? Thế giống như mừng á, giật mình đó đúng không? Giống mà anh nghĩ là uống thuốc này nó quớt đúng không? Oh my god, ông biết luôn á. Ừ, ông bố cũng biết. Tại vì giống như thường ngày ông không có thấy biết đau chỗ đó. Mà bây giờ ông biết đau có nghĩa là nó quớt. Nó quớt nó mới đau. Anh giật mình. Không quớt sao đau. Anh nói mới có hôm nay. Vậy là ôm chúc mừng anh. Nói gì thì nói nhé, cái căn bệnh mà mấy người ta biết nó chỉ là mà khỏi 100% á, nó chỉ có đỡ được 70% thôi. Trời, 70% là cũng quý với ông quá rồi. Ông 10 năm mà anh. Ông đi được, bây giờ ông đi về Việt Nam, ông tốt biết bao nhiêu tiền á, bển là ông có hết được không? Tự nhiên về đây cái mai thầy phước chủ đó là cái quả có cái mai không? Về cái được ở trong nhà, được phòng riêng, được đi ra vô nhà cao cửa rộng, được người ta phục vụ tới họng, được có người lại phục vụ bệnh, vẫn đi chăm sóc còn hơn vợ nữa. Thiệt, nhưng mà cái đó ra hơn là tình thương, tình thương, tình à, gọi là cái tấm lòng từ bi của người ta, anh hiểu không? Cần người tắm đúng không? Ừ, bây giờ chỉ có thiếu người tắm thôi. Tắm một mình thôi. Cần người tắm không? Cần không? Nói đi. Không, một mình thôi. Vậy hả? Khỏi hả? Bây giờ tôi vô tắm không? Dạ, cỡ không? Dạ, còn thích bạn gái không? Đâu có sao, y tá vẫn tắm cho mấy ông này bình thường, có gì đâu. Có một mình à. Có một mình. Chứ bệnh viện làm chăm sóc cho người bệnh đàn ông gì không nè. Trời ơi, người y tá ta, người không ta, người ta bị, mình không có bị, mình bị này thôi, cũng bị tắm bình thường. Nhưng mà anh bước đi vô phòng tắm anh phải rất cẩn thận nha. Dạ, đúng rồi. Nè, bây giờ Hằng chỉ yêu cầu anh điều này nè. Tại vì trong nhà Hằng sợ anh té có chuyện. Dạ, đúng rồi, bình thường. Đây nghe Hằng nói hết. Khi anh đi vô tắm, anh Bình làm ơn vô kéo dòi nước mở sẵn cho ổng rồi phải đóng cửa lại, ổng cởi đồ ổng tắm thì chỉ của ổng. Chứ ổng hết vô, ổng bè bè vô tới đó lỡ, ổng té một cái trong nhà có cái không, gì. Không, không có đâu. Hả? 10 năm rồi đâu có bị gì đâu. 10 năm rồi. 10 năm không tại bị cái dòi nước đó nó cao lắm. Biết rồi, cao mình giới được. Giới được à? À, giới được. Anh, em dám chắc với anh luôn, không lâu anh nói chuyện rõ ràng nè. Nói được. Không, không gại là ổng nói được nhiều lắm rồi. Chính vì chọc cho ổng tức mà ổng vô cái ổng tức ổng chửi mình. Nói, nó nói làm được rồi. Nhưng mà ổng không uống cái này nè, ổng sẽ nói được, tại cái lưỡi nó sẽ, cái lưỡi nó sẽ ấy lại. Nó không cứng đó, nó không bị cứng á. Yeah. Này nói thử tờ này thầy khăn nữa. Khăn lâu bà. Tờ này nè. Nói chuyện được nè, nói chuyện được nhanh được. Thôi nói tờ này được, nó được á. Khăn lâu bà. Nó tờ gì? Khăn giấy. Khăn giấy. Khăn giấy. Bây giờ vẫn kêu đem tờ khăn. Tờ giấy. Trời, tờ giấy. Tờ giấy, khăn giấy. Từ từ ổng nói được à. Tại vì hết bệnh là từ từ ổng nói được. Ok, rồi bây giờ để coi có hai bà con gái rồi cho ổng có gái sau lưng đi, để chụp hình tắm cho nhà hàng không vô ổng cho hơn. Không vô cho trai sướng hay giờ giống như cha giống đại cười cái cây cười đâu lắm. Cho trai giờ giống như đại gia giống cứ nói thôi. Yeah, bây giờ giống như đại gia vậy đó. Người phục vụ tới bến cơm nước rồi dẫn đi tập thể dục rồi nấu thuốc nấu nước tới miệng thôi. Tại vậy nè, bữa kia lớp lại đây góp nước là anh đã đổ chằng lan rồi, cho nên là thằng mới nói không cần làm gì hết, anh chỉ cần bước xuống sáng ngồi để ăn kêu pha nước có người múc nước sẵn. Tại vì không phải anh đừng ngại, tại lỡ mà anh té một cái đó thì phiền người khác biết không. Thôi hẳn ăn đi nha. Hãy subscribe.
còn uống có một ly nữa. Nha là anh khỏe được vậy đó. Dạ. Là không phải riêng Hằng mừng đâu, mừng mà quá. Tất cả trên mạng đây bà con á sẽ rất là mừng luôn. Mừng ai cũng mừng cho anh hết trơn á. Cái này là một cái như rất là nhiệm trời màu. Bây giờ mà chị bỏ lên chấn động lên sân chơi nè. Chấn động cả thế giới. Ừ. Bữa nay là ngày đầu ngày. Cốc nữa này. Rồi. Bữa nay là chấn động nè. Cốc nữa rồi. Bữa nay là chấn động rồi. Không, không, chấn động là gia đình anh biết được. Thì đó, đâu phải là riêng một người mừng đâu, cả thế giới mừng cho anh đó. Lên là anh chạy đi về Việt Nam để cũng cái chị bệnh đấy đi được, nhưng mà đâu có được cái gì đâu mà về đây. Đó là một cái phước và cái quả, nó có cái may. Chấn động cả thế giới chứ sao xê gì. Bây giờ là anh Nhân phải đi thôi à, phải đi hết bệnh. Em nói là hết bệnh. Cái tay em rất là em á, ngộ lắm ha. Em mà giúp ai và cái người mà chết đó, em hết biết. Rồi, em cũng biết nữa. Anh Nhân phải qua tai nạn thôi. Phải qua thôi. Trở lên triệu phú lại nha. Trời ơi. Trời ơi, mừng cho quá trời luôn á. Ngày nào mà anh Nhân bận này dài ba bữa nữa thôi mà anh Nhân anh trời ơi, anh thấy lạ cái gì. Trời ơi, chắc là chấn động luôn á trời. Không khóc đâu đó. Khóc nữa. Trời ơi. Khóc nữa. Đừng khóc nữa. Anh ơi, xin đừng khóc nữa. Làm gì? Em biết sao? Dạ Hân. Ngày nào em bên anh, chăm sóc anh căn bệnh mỗi hàng tuần. Ồ, cái tinh thần nó rất quan trọng. Hoặc là cái tình yêu cũng rất quan trọng. Đôi khi ông cảm thấy ông ổn luôn Dạ Hân. Và một cái tình thương lúc mà Hà luôn. Mày nói nổi tiếng luôn. Trời ơi, nổi tiếng luôn à. Ai uống Hà hà hết trơn, quất nha quý vị. Nổi tiếng luôn rồi. Bà Hằng cũng lên luôn. Bà Hằng cũng lên trên trời luôn. Bà Hằng cũng lên trên trời luôn. Ôi, soi quá không được nha Hằng ơi. Không có. Bà Hằng được cứu giúp được anh Nhân là cũng phúc đức vô biên luôn. Okay. Nó soi quá, đừng để vô miệng liền phỏng chết nha. Ờ, để từ. Một khối luôn. Chấn động luôn rồi. Mặt bạc có màu không mũi. Mừng không anh Nhân? Mừng quá không? Dạ mừng. Mừng quá phải không? Mừng lắm chứ. Trời ơi, sao mà không mừng anh Nhân hết bệnh là anh Nhân đi vô đậu chúa luôn kìa. Cái quất này nó không có quất, cái này nó gào á. Nó làm được rồi. Này nó có. Không có bị ấy nữa kìa. Là anh bỏ lotion hả? Bỏ lotion hả? Ủa, bỏ lotion của em mua đó. Bỏ lotion mua hết rồi. Gia Hân đi mua lotion dài để thoa cho ổng nữa. Trời ơi. Hết rồi nè, ổng nói hết rồi, hết có cái dãy hết dãy à. Cái chân luôn hả? Dạ, cái chân mà luôn. Không ai cắt móng tay cho kìa. Chắc bữa nào Gia Hân cắt cho luôn á. Anh phải cử động, anh phải cái tay anh phải đó. Bóp một mình anh á, một mình anh bóp thì mất sao. Anh Khanh cũng bình mà không ai lo. Lo chân Nhân. Không mà có. Hai cái ghế trong một bánh sáng cũng tối. Phải mở bên trong sáng cho được chứ. Tại ông Khanh đi được, mình được. Sao đi được? Còn ông này đi không có anh được. Anh không đi được. Mình mới lo chứ không phải là anh Khanh là lo kiểu khác. Nhưng mà em sẽ nấu cho anh Khanh uống. Ông đâu có dám uống đâu. Ông sợ hả? Người ta uống không chết mà sợ gì? Thôi cãi đi, người ta sợ thì nó muốn, mình không có ép. Tại ông Nhân tình nguyện, chứ không được ép ai chứ. Ai tình nguyện mới uống. Ừ. Ai tình nguyện và tự nhưng kiếm giá uống. Nhưng mà anh uống cái này đó, anh đi làm bình thường á. Dạ, anh mạnh là 100% bình thường á. Trời ơi, giờ dám chơi lạnh sôi sót luôn, ghê chưa? Ghê chưa? Giờ á, sẵn anh Nhân này để anh coi tính số anh luôn. Dạ. Yeah. Tổng số anh có lô tay chắc là có được cái like 95 tuổi nha. Coi cái like slide 95 tuổi. Ok. Anh qua cơn này thì em sẽ coi cái dạng số của anh 95 tuổi nó mới chết. 95. Nếu anh đã tạo công đức thêm nữa là anh sẽ thể sống 100 tuổi luôn. Mà 95 tuổi nha. Yeah. Nhớ nha. Lô tay ảnh giống như lô tay. Anh qua đó, qua nó rồi 95 tuổi thì ở đây chắc Hằng cái sống 100 tuổi. Hằng cái làm bước. Thằng sống 100 tuổi nha ha. Nhớ nghe là thằng đó là bà cụ nha. Bà Vũ mấy tuổi? Hả? À, em hả? Vũ chết trước. Em 86 tuổi thôi. Chết. Lô tay Vũ không sống tám mấy. Vũ mà ra khỏi bà Hằng là 2 năm nó chết rồi. Rồi đó, vô. Lô tay nè. Sao bà chú chết rồi à? Thì Vũ mà ra khỏi bàn tay của thằng là 2 năm đó, Vũ chết ngay không khỏi đó. Anh là... Cái đó là thật, 100% vậy đó. 89 tuổi. Bà đã vậy. 89 tuổi. Chưa đâu anh, chưa đâu. Rồi một dòng sông. Chưa đâu. Rồi, đấy... Đóng quá. Nhưng mà ông uống được. Ông uống
được. Đại cái này là bữa nay là cả nhà đỡ chứng nhận được cho ảnh thì được một cái được nói chuyện rất là nhiều. Nghe nói mừng nhiều là tức là cái thuốc này nó quớt rồi nghe. Biết đau có nghĩa là quý vị nên ủng hộ cho cái clip này của Chịu Will nha, của Hằng Cao Ly nha, cũng như là cái công người Hà Núi, công của công, công là công là chị Hằng đem về ha, công đức đi rồi cho Hằng giúp được cho nha. Bạn nhớ con cây bự chả vậy ha, ở đâu vậy, chụp hình ở đâu vậy, tiệm bán nước á, nó để trong tiệm mất chồng. Nhưng mà em lại mua được. Em nói em làm phước là đây. Ủa em đập mấy căn nhà luôn, cây bự vậy nè chị. Kế nhà em luôn. Kế nhà em luôn, cây bị gì vậy nè. Dũ thấy luôn á. Có ai muốn uống thì nói với em biết. Không, chừng nào bự là cái gốc á. Ừ, em muốn nói cái này. Em nói cái gốc có cái gốc nó bự dài vậy nè. Chứ không phải nói cái cây. Tại mình cái cây thì mình đâu có lấy cái cây ăn được đâu. Mình lấy cái gốc thôi. Sao lấy cái đó quạt vậy? Quạt cho nó mau nè. Ăn đi lo lót đi, để 2 năm sau tôi chết à. Bà Hằng ăn đi. Khỏi nói thử đi. Vũ nghe khỏi bàn tay Hằng là 2 năm nữa chết. Tôi lo lót lại cho bà nó sống dai. Để lo lót cho bà nó 2 năm tôi chết. Thiệt vậy á. Ăn đi. Đừng kêu Vũ đi 2 năm tôi chết à. Không tin đó. Cái bà kia nào qua đó, uống một ngày nữa. Cầm tay Hằng đi. Bà nói uống rất là khỏe. Ngu chi gợi. Ngu chi gợi không thì tốt. Không sao chết nữa, chết nữa. Tôi cũng sống dài chút xíu. Anh nhớ nha, ngày mai anh uống trước 3 giờ giùm em nha. Dạ. Buổi sáng và chiều em để cái chén là buổi sáng, còn cái ly là buổi chiều. Hồi nãy có nói chị Hằng mà tự nhiên xuống suối cái quên. Em nói chị Hằng nên gọi cho anh Bình đó. Uống 3 giờ. Đâu ăn cùng nha. Đâu ăn cùng qua sáng. Sáng đi hằng đi nó đóng cục chứ không bãi luôn. Nó nãy ăn nhiều lắm, đừng cho ăn sót ăn nữa. Sót ăn nhiều lắm. Ờ nhưng mà ăn sót phải cho đi toilet đi nha. Hay quá, cái cây bạc hà này hay lắm. Em có cho em uống thêm, bây giờ mình thử đi. Anh đừng có đi bằng cây gậy nha. Dạ. Do không mình nắm thử hai cái tay ông đi, rồi thỉnh thoảng cái mình buông, cái thỉnh thoảng mình chụp. Thì mình biết cái sức chịu đựng của ông bước như thế nào. Ông đi, mình mới thử. Ông đâu có đi gãy đâu, ông đi không có gãy mà. Không có gãy, ông đi bình thường được hả? Bình thường mà. Ông đi một chân được mà. Được. Đi một chân nhưng mà ông không có đẹp cái chân này. Ông đi. Ông không có dùng sức bằng cái chân. Ông đi một chân thôi. Chân cái này chịu như thế nào. Nếu mà khi nào mà cái chân sủi của anh á mà nó dở co lên được thì em đi, đó là nó hồi phục rồi đó. Còn tại vì hiện tại ông chỉ lết và ông chổi cái gì thôi. Em dám chắc với anh thôi ha, anh uống một tháng thôi là anh thấy anh đi được liền. Mừng dữ không? Giờ mừng dữ phải không? Mừng nhưng mà phải cũng phải trị liệu. Cái gì? Phải gì? Trị liệu. Phải giờ lấy trị liệu nữa. Đúng rồi, hai cái. Thì lấy liệu có nghĩa là anh uống nhưng mà sáng anh phải đi tập. Đúng thì rồi. Hằng sẽ nói với anh Bình. Bắt mạch nữa. Hằng phải nói với anh Bình, hép anh cái vấn đề dẫn anh đi mỗi buổi sáng như thế nào. Rồi Hằng sẽ tính với anh Bình. Ha. Lúc đó em thông với cậu anh. Thông với chân là ra luôn. Bấm chậm luôn. Thôi em bấm anh hết luôn. Không phát luôn. Cứ mỗi sáng nhà người ta xong á. Nhà nhà chạy nhân bác sĩ không à. Ê, bây giờ hát kiểu này. Một đây ông mù có đôi chân. Một ông sáng mắt không có đôi chân. Thì bây giờ cái ông sáng mắt chỉ ông mù đi đường này. Nhà này có khí công. Khí công và nội công ở đây luôn. Bấm nhanh ra nhà bác sĩ không à. Ông cầm cái tô đi. Tại vì ông Bình sáng mắt nhưng mà có đôi chân. Yeah. Có sức khỏe. Yeah. Còn anh á thì lại không có đôi chân mà con mắt có sáng. Có đôi chân nhưng mà mờ mắt. Chứ không phải là sáng mắt. Ông này sáng mắt nhưng mà không có đôi chân. Còn ông kia có chân nhưng mà mờ mắt. Còn ông kia vào bên kia với cả anh vậy. Ông kia thì về trên đầu thôi. Thôi vì hai ông tôi cắt da tôi giải khỏi thành ông đi. Sáng sáng là anh thông đạo cho anh hết luôn. Đó. Nhà bác sĩ thôi à. Đi sĩ nha, sĩ bác sĩ. Đi đâu chứ đâu có ép được, đi nhiều đâu. Đi từ từ, đi chút xíu là không cho nhiều đâu. Tại vì mấy người ta biết rất là đau. Chứ hằng nữa anh nói chú ơi cứu con. Chú ơi cứu con cho con uống cái cây bạc hà này. Hồi sáng á, con giờ hằng mới nói ổng không có kêu chú ơi cứu con. Hằng mới nói bây giờ ổng không có kêu chú ơi cứu con mà ổng nói giờ hằng ơi cứu anh. Là chúa rồi. Ủa Vũ nói gì? Mày nằm nấu cháo hả? Bệnh này hả? Lấy nước kia mà lấy nước này. Ừ nấu cháo bằng nước đó à, chứ chị không nấu nước kia. Có cơm nhé, cơm vô nấu. Chứ sao vậy đó, phải nấu nước lọc ăn.
là dạ ổng nói dạ Hân ơi cứu anh. Ổng không có kêu Chúa ơi cứu con. Anh coi nè ha, chừng 2 tuần nữa thôi. Chắc động tới giới luôn á. Sao Phụng hôm nay không? Cúng đèn nha. Bây giờ ai không khùng á, vô nhà này ghét cũng sẽ khùng. Tùy theo phần nhẹ anh hạn. Nóng, từ từ đi. Còn nhẹ nhẹ nữa là tinh thần nó ổn định lại. Ổn định hết rồi. Bây giờ cho nên hàng mấy mua máy can nghìn để cho cả nhà uống nước đó. Thiệt nè. Bạn để cho cả nhà bỏ ra dĩa tô vậy vô. Cả nhà uống nước luôn, uống nước canh gình hết. Thấy không? Thấy mấy anh không cần lo cho mấy anh vậy đó, thấy không? Được lợi lộc gì cho Hằng đây? Anh mà lên vậy. Không có lợi lộc gì cho Hằng hết, mà đây là cái tình thương. Đôi khi Hằng quay các anh là những cái YouTube gì đây đăng đủ tiền để kiếm cơm thôi anh Nhân, biết không? Đủ tiền để kiếm cơm hay là để trả tiền nhà để có cuộc sống chung cho một gia đình thôi. Đó, nhưng mà đây là cái tình thương, từ cái tình thương của Hằng. Hằng làm được điều phước tự nhiên Hằng vui, hay là Gia Hân nó giúp anh được vậy là anh làm được việc phước nó vui quá đi, anh thấy không? Đâu có lợi lộc gì cho nó đâu. Lợi gì? Đó. Nhưng mà đó là tình thương hết, những cái gì người ta làm đều là. Ngày mai anh dọn đây nấu cháo ăn. Ở trong phòng đó tôi lấy. Ủa tôi đi, hồi nãy tôi nói tôi đi, tôi phá hả? Tôi nói gì nói, nhưng mà ủa chị phá gì mà hết nhanh thì nó từ từ, nó không hết nhanh thì từ từ. Nhé cay luôn. Nói luôn cay nha. Cứ mỗi ngày đi vận động tay chân đó khoảng cái chừng 15-20 phút á. Là nó sẽ khỏe thôi, nó phối hợp với lại thuốc đó. Hay quá, cái vật hài hay quá. Mình doanh nhân lắm, nè. Ủa nấu cháo gì mà quay phim? Cháo gà tây. Ờ cháo heo, ủa cháo gà nha. Mình doanh nhân quá. Nếu mà quay cháo không thì mình quay thường, đừng quay áp. Khi nào quay người cũng quay áp. Lại quay gì nó lắc lắm. Đã. Vũ đừng quay lắc, Vũ quay phim kia lắc quá, khán giả nó lắc. Anh quay hay anh quay? Ta đang dạy cho làm đó Vũ. Lắc quá người ta chóng mặt, người ta sẽ không có coi. Ok. Cho những người chóng mặt coi. Người ta không coi, mình không có view thì mình không có tiền. Ok. Cái này không có áo, không có app. Làm YouTube là mình không có view là mình không có cơm, phải không? Khi quay người, quay người thì phụ nữ rồi quay áp cho anh đẹp đẽ chứ. Còn quay đồ ăn thì quay thường. Này đưa cái càng lên làm sao hả? Đưa càng lên chống ra đây để đi. Chống hả? Rồi. Muốn chống lên hả? Chống càng lên. Này chống càng móc này ra. Móc ở dưới đi. Móc cái lỗ hả? Dừng. Quay ra đây. Nè em gỡ ra đi. Tôi có móc tay tôi móc cũng được. Cái tay này khó mà. Anh nhớ. Ai cho anh tôm anh không ăn nha. Đúng rồi, nó ăn cơm. Không ăn cá seafood. Nhớ nha. Cá seafood là không được ăn. Xin phút là không ăn. Thả lại cao với cơm. Cái bẻ ở trên vậy. Ra rồi. Vũ muốn quay Vũ luôn thì Vũ quay ăn. Nếu quay đến. Thịt cũng được mà phải không? Thịt ok, thịt heo. Biến ra điện ăn xin phút, ăn thịt kiểu ok, gà, thịt heo vậy. Nói chung không điện ăn hải sản vậy thôi. Dạ. Kêu ổng ăn ra hoài sức rồi. Nhiều khi chị không biết, nó kêu ăn cái ổng không biết mang luôn. Thì ăn rau cả thịt cho tất cách thì ăn rau sức rồi đi. Người ta nói là uống cái này là ăn chay cho trường đó anh. Người ta nói ăn chay giống như ăn chay đó là tốt. Tại vì cái này nó có vitamin nó chẳng rồi, nhiều lắm. Hay quá. Chú ơi cứu con. Anh uống cái này nói amen. Ổng đạo tinh lành rồi đó, ở Việt Nam á, em nghe người ta nói đó. Giống như vô nhà thờ rồi. Vô nhà tao tắm dạy ổng mà nhiều người tắm nhiều người coi video đó người ta cũng nói người ta cười muốn chết luôn, tại vì ổng cứ kêu ổng kêu Chúa mà ổng cứ nói thật có phát tờ giấy từ bên kia không không biết nữa, nhưng mà có đó là có tôn giáo. Uống đi anh, uống đi anh. Đạo Phật cái gì anh? Uống đi anh. Tôn giáo, cái là dầm dấu là tôn giáo. Đi à? Đạo Phật gì anh? Tôn giáo gì? Tôn giáo tinh lành. Tinh lành, tinh lành. Tinh lành có dầm dấu. Tinh lành.
tin nhắn nữa xong rồi có một sư có phát cái tờ xin thịt ra trường. Hôm nay là ngày lễ thanh gia vinh một chút đấy, cái đồng chậm cái hồ nước đổ đầu có hả? Có không? Không có tôi rửa cái nó hộp cục cuộn tắm ở trong nhà thờ á, không một chút đứng lấy cái đồng một chút nước cái là rửa hết tội. Rồi uống đi, uống đi. Còn nóng là thử chút xíu thôi. Không, không, đây là gà, gà 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 nó rất là ngon ha. Gà tây, dỗ gà tây. Cháo đơn thuần thôi ha. Rồi, và đem cái mừng vinh nhân quá. Yeah, mừng quá. Mừng quá. Thật ra sao biết đâu tháng họ không đi được cho ta? Thì biết đâu. Nhưng biết mà phải trị liệu mới được. Không, anh trị liệu là tự anh tập thể dục á. Với lại cái kia kìa, hai cái lận. Biết đâu chừng trời. Anh phải massage tay của anh nè ha. Rồi anh mu qua mu lại, anh làm cái động tác để tập thể dục đó. Rồi cái miệng thì kêu chú ơi, cứu con cho con uống thuốc đi hết bệnh gì đó. Phải kêu cầu, kêu cầu. Mắc cỡ hay là nói không được? Mắc cỡ. Tại vì những người đạo chú người ta nói luôn, người ta nói như những cái thầm thầm. Chú ơi, cứu con, chú ơi, cứu con. Mà trong gia đình anh thấy không? Nhân. Một cái tình thương vô bờ bến. Nhất là chị Hằng. Tay vô. Sắc gà tay. Hay quá. Quá vô cháo. Mừng quá anh ơi, mừng quá tối nay bạn nấu cho anh lại đó. Ủa bị cảm này anh ơi, bị nhà lạnh đó, chờ chở gió. Bị cảm này anh ơi rồi, hát cũng hát hò gì đó, giờ tiếng nó ra khạc khà rồi. Giờ sắc cái da ra trước nha, ăn có phải ngon không vậy? Này cháo ngon không cháo này? Không xì rau. Ngủ sắc thử tỏi, hành, đồ vô ha, ăn rất là ngon. Tại vì mọi người ăn hết trơn, ngán hết rồi. Rồi cánh vịt cá, bỏ lại như cháo. Thôi cánh vịt đừng bỏ vô. Uống hết rồi, bây giờ có người làm cơm phục vụ luôn ha. Dạ. Ê, canh ngũ qua, muốn cho canh ngũ qua không ha? Ngủ rồi, nấu lại. Để bắt được. Hay quá. Ồ, cái chén nó sáng đâu rồi. Mấy năm này bút cho cái chén cũng qua. Với lại thịt dê cho ăn thịt gà. Thịt gì có rồi. Cơm chiên hả? Cho cơm chiên. Rồi, cho lại uống một chén canh hôm qua. Đó. Sướng không anh Nhân? Ở đâu mà cuộc sống thì có người phục vụ vậy không? Có nhân phẩm đó nha. Dạ. Nóng hả? Bỏ nước mắm không? À, được rồi. Cơm chiên nó đủ mặn rồi. Ăn cơm chiên. Gà tây hôm hổ qua ăn cho ăn cô canh hổ qua hả? Nóng quá. Lấy cái khăn nóng quá chờ chút. Lấy khăn giấy không? Lấy khăn là tôi nói thì không để chồng chơi. Thì nào nói được tờ giấy nè. Tờ giấy. Tờ giấy. Bên gì? Thùng nước á. Nước nào? Uống nè. Đem đi đâu?
đem qua đây nè. Anh bán thấy nó đẹp không? Đẹp mà, còn không có còn hết hả? Khó rồi. Ở trong đó vợ tủ ra. Mai mốt thằng gắn máy khen gần rồi, là có nước khen gần nấu ăn rồi luôn hết luôn. Khỏi cần cái hứng nước. Khỏi cần cái hứng nước nữa. Rồi. Mai mốt ba cái máy về thợ đi. Ở chỗ đó dành để cho nó đây nè. Ô, cái kia nó không có cái giòi đây. Lấy cái bình có cái giòi. Cái kia, cái giòi đó không có đâu. Anh đang bưng vô nhanh, lấy cái bình khác. Cái đây vậy. Hả? Nó đi ngủ một chút rồi nó mới về qua. Bữa sau trong phòng nó vô ngủ rồi đi về nhà ngủ. Vậy cái gì đó yên tĩnh. Nhà hàng gà, nhà hàng gà thôi. À, anh nhà em. Bữa nay cái giọng của Vũ dắt lại khàn cái ơi. Ho là không có ho nhưng mà bị cảm rồi. Có bầu tóc không có chịu chảy rồi chúng ta nó đàng hoàng vậy trời. Mới ngủ được 2 tiếng nhà hàng đi là học con ngủ 2 tiếng hồ đỡ. Ngủ được 2 tiếng rồi. Quá ngon luôn, cháu là ngon quá ngon luôn. Hàng dán đỡ xíu nè, cỡ khoảng 25 phút ăn nè. Đi ăn đi, ăn đi. Không có đói. Hả? Không có đói. Không có đi sáng thì thấy nhà ăn. Ờ, không ăn gì, không ăn nữa, thằng ăn thằng mặt quá rồi. Tối thằng chỉ ăn trái cây, ăn rau thôi à. Đi làm chút xíu đi. Dạ chưa. Vũ cứ nấu đi. Vũ cứ nấu đi. Rồi cả nhà mình coi ví dụ nấu ăn nha, con chào thằng đi công việc tiếp nha, tối rồi đó. Mấy giờ ta? 5-6 giờ hả? Bây giờ mình sẽ đi tiếp nữa lại ha. Đi từ sáng tới tối rồi mọi người ơi, người việc lắm. Đi về xong á, ví dụ quay xong rồi tối về hằng phải edit phim, làm phim để đăng bỏ lên cho ví dụ nữa. Đó thấy cực không? Vì vậy đây mà anh Thi Vũ mình là hả, đi chửi bà hàng nữa là chết đi chưa. Thì vô, vô, anh múc nước cho ổng luôn nè. Có gì đâu mà chờ. Vô, vô. Ờ, sao mà chờ. Đâu, cho ổng ăn canh. Canh nè. Ờ, ăn canh, ờ, cho ổng chút, để hàng lấy cho. Cho nước mắm đây, tôi mở cho ông nội. Ông nội ơi, ông nội đừng có. Ông nội đừng có bị sạch cò lắm. Vậy thì đừng chửi tao đi, về hả? Nó nói. Nó chửi mình xong rồi nó kêu mình giấu thì mình không nói. Ô, mệt quá. Mai mốt có nước canh gần cho anh uống để hơi mau hết bệnh nữa. Tại vì nước canh gần này người ta nói uống là cho mấy người khùng cũng đỡ khùng nữa. Thì tất cả nhà này như khùng nhiều lắm, ai cũng khùng ha. Mình như bà thì cũng khùng nữa phải không? Nè anh nhanh chế miếng nước nóng hay sao? Biết nó chế không? Biết thì đứng dậy hằng lấy cho. Biết bấm phải không? Rồi. Để chừa mấy đèn đã hàng hàng ăn nha. Nè. Để hàng ăn canh nóng cho anh ăn. Ăn canh ngủ qua đi cho nó tốt. Thơm phớt luôn, con gà thắt và thơm. Thôi em cũng về. Bên kia con gà quá trời bự luôn. Thực ra con gà là của anh Tư chỗ ba xong ba sắp thì độ cho đó, gà tây đó, trời đất ơi ăn đâu có hết. Mấy nay đem đi cho mấy anh ở dưới kia ăn bớt. Rồi còn ở nhà vậy đó. Như Vũ cũng đâu có thích ăn thịt đâu. Rồi sáng giờ ăn cũng cục à. Ừ, cũng ăn rau, ăn mắm, ăn cái gì. Ăn cá khô không à? Dạ, đẹp dữ, đẹp. Nhà này ăn cơm gì ăn chứ sao mà cũng cá khô không à? Món cá khô là giống như không thể thiếu vậy. Chiều nay mấy anh ăn cho hết rồi, hôm qua nữa đi nghe. Mấy anh chia nhau hết đi để thằng nấu ra, mấy anh không ăn hết rồi. Rồi làm thằng tính nấu canh giò heo ăn nữa nè. Mẹ đi rồi con đói bụng rồi. Cơm phỏng á nha, cơm còn nóng á. Từ từ á. Ông mới uống thuốc vô, ông cũng no rồi, một ly nước thuốc rồi, đâu cần uống nước đó đâu. Nè, uống canh đi. Dạ. Đó, để nàng lấy cái muỗng kia múc canh. Ông mới uống ly thuốc rồi. Uống nước chỉ trắng miệng thôi. Wow, mà cháu này ngon dữ
à nghe. Rồi ok vậy ăn cơm đi ha. Thằng đi công chuyện chút thằng về ha. Tại về để cho nhỏ này nó chạy lên lấy đồ nữa cho nên phải đi nhanh rồi để về. Ô nhà cái gì vậy? Dạ, giờ em đi nè chị. Ô chắc đến đó 30 phút. Ok vậy là bây giờ nó đi vậy là thôi khỏi đi cái này rồi. Giờ nó đi rồi chờ nó đi. Giám đốc thì quất sạch rồi. Rồi giám đốc quất sạch tô cơm. Rồi giám đốc quất sạch tô canh hổ qua luôn. Rồi coi như là giám đốc no nê rồi uống thuốc. Rồi bây giờ đã có kết quả hết bệnh nữa. Thì quá là trời mừng rồi. Đó coi như là trong cái quả thì giám đốc cũng gặp được cái mai. Đó bây giờ có không không thì gửi chén cho giám đốc luôn. Đó thấy không, thấy không, sướng dữ gì trời không nội. Ở đâu có giám đốc người bệnh lo cho người bệnh luôn. Quá ngầu luôn. Không, cái này là thật là thằng kêu giám đốc là vui hơn mọi người. Tại vì á, ổng là khỏi cần làm gì hết, ổng ngồi lên là có cơm ăn. Ổng ăn xong khỏi cần làm gì hết, có người bưng chén đi rửa liền. Ở đâu kiếm? Ở đâu kiếm? Rồi hồi mấy lần á, anh ở riêng chỗ kia là anh ăn rồi anh tự đi rửa đúng không? Đúng rồi. Anh tự một mình hết đúng không? Trời bây giờ ở đâu sướng dữ vậy cha? Bây giờ anh có cảm thấy anh sướng quá không? Sướng. Sướng. Giám đốc kia chơi gì nguyên tô á. Giám đốc kia thì chỉ có cơm chiên thôi. Ủa, cái kia cũng cơm chiên luôn hả? Ừ. Tiên nhưng mà trên này nó khác nhau à? Khác nhau. Ừ. Nó làm ăn làm cơm cơm chiên này là cơm chiên Hy Lạp cùng Tây Á đó. Hello. Em tới phía trước rồi anh Danh đi mở cửa giùm đi anh Danh. Ok em.